Vài xíu là xong. Quá tuyệt vời. Mót luôn. Status gì ổn chứ ta? Ổn rồi đó. Thì bà bóp lố quá chứ sao nữa. Anh coi nè, bóp méo cả vặn cả xung quanh. Thấy chưa, sống ảo dễ sợ luôn. Chị Linh ơi, chị bóp eo 6 năm còn được, chứ chị bóp eo 5-6 là lố quá đó. Đăng lên người ta cười chết. Bây giờ thời đại gì rồi em, lên Facebook thì phải qua 80 cái app chứ. Chào mọi người. Ủa? Sao lên sớm vậy? Mẹ tôi biểu á là lên sớm đi, không trời nắng. Nè nè, có quà miền Tây cho mọi người nè. Bánh tráng sữa nè, rồi bánh bía nè. Nè, ngon thật. Kẹo dừa nhà làm. Mọi người thích ăn nè. Ăn đi, cho ghiền. Nè. Cảm ơn anh. Ăn đi, ăn. Trời ơi, nè. Ngon quá. Kẹo dừa nhà tôi làm nè. Tôi biết là Linh thích á. Ăn đi. Rồi để lại phần cho chị Dương nữa. Mời lắm thì tôi mới ăn. Để coi kẹo dừa nhà ông làm với kẹo dừa ngoài siêu thị nó có gì khác nhau. Ê, sợ mập mà ăn kẹo dừa là không được đâu nha. Nghe nói á là nếu mà ăn một cục kẹo dừa này nè là phải chạy bộ 8 tầng lầu đó. Ôi, vậy không ăn đâu. Không ăn. Không ăn thì tốt nhất để cho bạn tốt giữ cho. Chứ để gần lỡ tay bóc là chết liền. Em lớn rồi, mua trong mồm rồi. Em nhả đâu có được không? Em khùng quá. Những người ta sợ mập người ta mới không dám ăn. Nên em không thấy hả? Lên lúc nào người ta cũng bóp méo vằn vặt hết à. Còn như anh với em thì dáng quá chuẩn. Em sợ gì? Trời ơi, thơm quá. Kẹo dừa mà em đã ăn một viên rồi á thì không thể không ăn viên thứ hai nha. Chị, mọi người á là rất là mê kẹo dừa nhà em. Mà chị nói vậy chắc kỳ này kẹo dừa nhà em ế rồi. Không có đâu. Chị sợ mọi người giành á nên chị mới nói vậy thôi. Nhưng có ế rồi mình làm. Lại á, kẹo dừa là chỉ dành cho những người nào không sợ mập thôi nha mọi người ơi. Lần sau á, em nói mẹ là cho chị 10 hộp nha. Dạ. Cảm ơn nha. Ngon thật. Ừ. Ngon thật ạ. Bà nói chứ kẹo dừa má của anh Nam là vừa thơm, vừa ngon. Có mọc luôn á. Đặc biệt là toàn mùi sầu riêng thôi. Cảm ơn mọi người nha.
kẹo dừa sầu riêng thôi mà. Ăn một viên là phải leo 8 tầng lầu thiệt á hả? Thì thôi không ăn. Nhưng mà bây giờ thèm quá rồi. Ăn một viên thì chắc không sao đâu. Cô đã. Sao tao mua đồ hiệu chứ không phải đồ chợ đâu à. Nhìn thì cũng đẹp nhưng mà ủa sao tao thấy cái chỗ đếp ngắp này nó hơi ngộ ngộ á. Ngộ ngộ là sao? Đây là kiểu mà nhìn nó hơi sao có này à, dạ alo Bạch Dương nghe. Ê mày nói hơi sao? Hơi gì? Ủa vậy hả? Nó rõ tao biết con nó bị hơi gì cái phải cái eo tao bự đúng không? À, rồi. Đúng không? Cái eo tao bự đúng không? Cái eo tao bự đúng không? Dạ đúng rồi. Trả lời đây chứ. Đúng rồi. Dạ. Cho cái con quỷ này, cái kiểu này đi. Chúng rồi cái kẹo dừa rồi, chết tôi rồi. Chào em. Sếp Lâm. Cái váy của em. Thôi. Sớm không cần nói, em biết rồi, kẹo dừa chính là kẹo dừa. Từ giờ đến chết, em sẽ không bao giờ ăn kẹo dừa nữa đâu. Ủa, kẹo dừa thì có tội tình gì? Mình chỉ định khen cái váy cô đẹp thôi mà. Thôi, chán thiệt á. Làm thì cực, mà tháng nào lãnh lương xong cũng tiêu hết sạch luôn. Nè, bớt shopping lại đi, thì tiền nó sẽ không bốc hơi thôi. Đúng rồi, làm tháng nào lãnh tiền ra cũng shopping. Lấy tiền đâu còn? Kệ tôi, còn hơn ông á. Tôi sao? Thì suốt ngày mang tiền ra quán cà phê ngồi. Bộ ngắm mưa một mình hả? Tôi ngắm mưa chứ không lẽ tôi ngắm bà. Thôi. Hai cái người này cứ mỗi lần gặp nhau là như chó với mèo à. Do bà trước kìa. Thôi, đừng có cãi với ổng nữa. Ừ, thì tôi không cãi với ổng nữa. Tôi cũng thông cảm với ổng là phận làm con trai, chung một lần yêu ai. Ai nói? Tôi yêu hơi bị nhiều đó. Nhưng vì người ta không yêu tôi thôi. Chứ tôi thấy bà Linh bà mê Sếp Lâm đó. Nhưng mà Sếp Lâm lại thích chị Dương. Nhưng mà tôi thấy bà vẫn hồn nhiên. Có vấn đề gì đâu. Nè, bà bớt cái miệng lại nghe chưa? Linh mà nghe thấy ha, Linh nhai đầu ông đó. Ôi, bà lớn kìa. Cái này ngon lắm luôn á. Đang nói chuyện gì, tự nhiên thấy mình tới, lại cắm cúi ăn. Chắc lại bạn vòng eo của mình chứ gì. Cưng, mày quay đây. Mày nghĩ tay xíu đi, mày quay qua đây mày nhìn tao nè. Cái gì? Mày nhìn tao nè, rồi, nhìn rồi. Mày nhìn tao coi tao có mập không? Muốn ốm, muốn mập, bình thường. Trả lời!
ơi, vậy là sao? Mày phải trả lời cho tao biết là tao ốm hay tao mập chứ. Trời ơi, khách ở ngoài kia đông đen thì lao lu bu gần chết luôn, đứng không, nó làm thèm hoài. Mày phải nói tao ốm hay tao mập. Mày đẹp lắm rồi. Con này mày xạo nè. Không nhìn mà trả lời tao đẹp hả? Dốc. Ai? Anh tiến sĩ. Hả? Anh tiến sĩ, anh tiến sĩ. Em hỏi anh tí. Hỏi chuyện gì? Muốn nhờ anh tư vấn cái chuyện tình cảm hay là công việc? Trời ơi, mấy chuyện đó em hỏi anh chi? Anh nhìn em cái, vào em cái. Em mập không? Trời đất ơi, Linh ơi là Linh. Anh sinh ra là để làm những chuyện lớn lao cho cái vũ trụ này. Tự nhiên em hỏi anh câu quá tầm thường, không thể nào trả lời được. Trời ơi, ở trong đó có hai ly cà phê chưa có đá đó. Bỏ đá là đem ra đây cho em coi. Từ từ, đang làm ra liền. Mấy chuyện này là chuyện lớn lao đó. Mấy chuyện này là chuyện lớn lao á? Trời ơi, bưng ly đá cho khách là chuyện lớn của ổng á. Thiệt tình bực bội ghê á. Tại con Dương này nè, tự nhiên mình đang dập cương mà cho mình ăn mấy viên kẹo dừa làm chi em biết nữa. Nắm giảm cân, không cần ăn uống vẫn khỏe mạnh, duy trì hoạt động được. Wow, đẹp da dữ dáng, có thể giảm tới 13 kg trong 4 tuần. Duy khi này được á, mùa. Ê, cái này cũng hay nè. Gì chà? Giúp tinh thần thư giãn, cho giấc ngủ sâu. Không ngờ uống trà mà cũng ngủ được nữa, còn giảm cân được nữa. Đẹp da đó kìa, bự tóc nữa. Giảm từ 3 đến 5 kg một ngày. À không, một tuần mới đúng không? 3-5 kg một tuần. Cái này cũng được nè, trời ơi, chẳng có còn nhanh hơn nữa. Mua luôn. 3 kg. Ngon rồi. Đợt này đảm bảo nhiều thuốc giảm cân luôn. Tháng nào cũng sẽ ốm. Phía sau một cô gái xinh đẹp chính là bí quyết tới từ thuốc giảm cân XO công nghệ Mỹ. Gì nữa đây? Từ Singapore luôn. Cái này được nè, được nè. Độc quyền phân phối tại thị trường Việt Nam. Giảm 1cm trong một ngày. 1cm trong một ngày. Nếu mà mình giảm một tuần, trời ơi, mình sẽ xuống 55cm một cách dễ dàng và mau chóng luôn. Đặt luôn. Rồi, 3 kg luôn. Đảm bảo lần này mình sẽ trở thành siêu mẫu. Thế nào, sếp Lâm cũng phải chết mình. Giờ đói bụng, nếu mà mình ăn là coi như là hư hết công sức từ sáng giờ rồi. Không được, phải ráng ngủ mới được. Công dụng nhanh quá vậy. Mới uống sáng, không ăn gì hết trơn, mà vô trong đó vẫn có đồ xả. Cố gắng lên.
nhất lên sắp được giùm em 50 năm rồi. Chết rồi. Ráng ngủ rồi. Nè, mày sao vậy? Không khỏe hả? Tao không sao hết á. Thôi, ăn uống nghỉ ngơi đi. Đừng có cố quá nha. Tao xuống phòng kinh doanh chút. Đi đi. Cái mày mở không được nè. Nè, anh mở giùm tôi coi. Khát nước quá. Anh mới làm gì đó? Anh chụp hình tôi đúng không? Nè, sao tự nhiên nhìn cô xanh xao, trắng bệch vậy? Bỏ tay ra, bỏ tay ra. Tính lợi dụng tôi hả? Ây da. Có sao không? Không, không sao hết á. Ây da. Uống nước đi. Ai muốn khỏe đẹp thì hãy ăn khô gà. Ai muốn khỏe đẹp thì hãy ăn khô gà. Khô gà đây mọi người. Ở đây coi. Đưa người lớn ăn trước. Nè ăn đi. Nè gái. Ngon ha, ngon ha. Mọi người ơi. Mọi người ăn nhanh rồi dẹp đi được không? Ủa gia đình? Không ăn hả? Món khoái khẩu của em nè. Làm miếng đi. Hôm nay em không muốn ăn. Sao tự nhiên làm khổ bản thân mình quá vậy? Nếu mà thèm thì ăn đi, món khoái khẩu của mình mà. Ủa tôi không ăn liên quan gì đến ông khổ? Khổ chứ, nó lo quá cho nên nó khổ đó, khổ cũng bị lây mà. Nè, em không rảnh đâu mà lo cho người khác nha. Ơ chị Linh, ăn đi chị. Bình thường chị ăn dữ lắm mà. Mấy bịch chị ăn cũng hết mà. Hồi nãy chị ăn còn no nên bây giờ chị không muốn ăn nữa. Với lại mọi người ơi, ở đây cái mình là máy lạnh á cho nên là mình có thể ăn nhanh đi chứ không thôi nó giữ mùi trong phòng này lâu lắm ha. Hôm nay bị gì trời? Chị Linh đang uống thuốc giảm cân đúng không? Đã! Cái con nhỏ này. Có uống đâu? Không có thì thôi làm gì dữ vậy? Nó không có uống thuốc giảm cân rồi. Con bé này kỳ gì. Sao biết là bà uống thuốc giảm cân trong bà không ăn cho bao? Có chắc uống thuốc giảm cân không? Chắc vậy á. Em bảo đảm anh luôn. Thấy ghê quá. Sao giống có tật giật mình quá vậy ta? Anh kêu em ra đây làm chi vậy? Báo sắp đăng rồi đó. Đừng có nói là kêu em chỉnh sửa gì cho khách hàng của anh đó nha. Khách hàng là người trả lương cho mình mà. Thiệt hả? Anh giỡn thôi. Anh muốn hỏi em là từ hôm qua tới giờ anh thấy Gia Linh không ổn. Em có thấy vậy không? Em có thấy gì đâu. Bộ anh làm gì con gái nhà người ta hả? Gì vậy hả? Em nghĩ đi đâu vậy? Anh chỉ quan tâm Gia Linh với tư cách là một đồng nghiệp thôi, không có ý gì khác nha. À, mà hình như á là Linh đang bị một cái bệnh gì đó rất là trầm trọng đó anh. Và em nghĩ á, người có thể chữa được bệnh đó cho Gia Linh chỉ có thể là anh thôi. Em thay đổi chóng mặt luôn á ha. Thì cuối cùng sao? Gia Linh bệnh gì? Có người cũng có vẻ sốt ruột gì đồng nghiệp quá ha. Ok, em sẽ hiến kế giúp anh thể hiện liền. Ăn đi em. Ôi tự nhiên giữa trưa mà sắp lâm tự nhiên thèm ăn gà rán vậy. Rồi, trưa nay anh ngán quá, không muốn ăn cơm. Anh kêu gà rán nhưng nhớ là em thích gà rán luôn. Kêu hai phần, anh một phần, em một phần. Ăn đi, ngon lắm. Gà rán này làm
À, chị phô mai vừa ăn lắm. Ăn đi em. Anh Lâm tự tay mua cho mình đó nha. Cơ hội ngàn năm mới có được đó nha. Ăn một miếng thôi nha, không sao đâu nha. Ăn đi. Miếng thôi. Không được. À, không 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 phải, ý em nói là sáng em ăn nhiều quá giờ em vẫn còn no. Em ngắm sếp làm ăn là em no rồi. Không nhưng mà này ngon lắm, ăn thử miếng đi. Miếng thôi, đâu no đâu. Không ăn đâu. Thôi em bận việc rồi, em đi làm sếp ngồi ăn ngon nha. Ủa gì còn cái này ăn? Em. Sao kỳ vậy ta? Ăn đi mọi người ơi, mọi người ơi, một tháng ăn một lần không có sao đâu. Ăn thả ga đi nè. Sáng chưa uống thuốc, bây giờ mình mà ăn vào là mập chắc luôn á. Ăn đi, ăn đi. Nè, sợ mập á thì ăn pizza trái cây. Đừng có ăn pizza phô mai. Nè, ăn đi. Tao là thích phô mai lắm, nên tao sợ cho mình. Không ăn mà, trời ơi. Mày ăn đi. Ừ. Không có mập lên miếng nào đâu, mà nếu có mập thì cũng có chết ai đâu. Sao mà ông chết, mập lên là tao chết chắc á. Mày khùng quá, mày nghe lời tao đi, mày ăn pizza mày không có chết. Nếu như mà mày có chết thì mày chỉ là chết thèm thôi. Đúng rồi đó, ăn đi, ngon lắm luôn, ăn thử đi. Tao đã nói rồi, hai đứa mày có phải là bạn tốt của tao không? Bạn tốt là làm gì cứ suốt ngày vụ ăn hoài à. Tao gặp hai đứa mày nữa, ghét hai đứa mày. Thì ta, ủa nó bị gì vậy? Tao đang lo cho cái bao tử của nó mà sao nó chửi tao quá vậy? Thôi kệ nó đi, lần nào mà nó bị sức ép gì cân nặng á là nó cũng nổi điên vậy đó. Thơm quá. Thì Linh làm gì điện thoại hoài cũng được chứ ta? Xin nghỉ hay là đi trễ cũng phải xin phép chứ. Thiệt tình. Chị, em thấy Gia Linh dạo này lạ lắm nha. Hay nghỉ làm mà khi mà nghỉ gọi điện cũng không nghe máy nữa. Thì tính ra là có người không đi làm, làm cho người khác khó chịu hả, đúng không? Trời trời, sao chị tính bơ vậy? Nhân viên mình nghỉ sao chị không hỏi han quan tâm? Tự nhiên chị ngồi im giống như không có chuyện gì xảy ra vậy. Ừ, thì ai quan tâm á, người đó đi tìm hiểu thử coi làm sao. Thì em chỉ nhắc chị là mình phải quan tâm đến đồng nghiệp thôi. Chứ em không có ý gì đâu à. Thì chị cũng đâu có nói gì đâu. Thì đồng nghiệp người ta vẫn đi thăm bệnh được mà. Có sao đâu. Chị nói gì? Gia Linh bị bệnh hả? Chị chỉ ví dụ vậy thôi. Còn em muốn biết á, bệnh thiệt hay bệnh giả, có hay không á, thì phải đến tận nhà Gia Linh mới biết được. Mở cửa lên ơi. Linh ơi, mở cửa Linh ơi. Sao không Linh? Sao mày khóa cửa mày không cho tôi vô vậy Linh? Linh ơi, Linh ơi, Linh. Linh. Ủa? Cửa mở mà mày. Sao nãy giờ tao mở không được rồi. Linh. Linh. Có sao không mày? Linh ơi. Linh. Linh ơi. Sao mày bỏ tao với bỏ con Dương vậy Linh ơi? Trời ơi, ăn kẹo dừa vô liền mới được. Linh ơi, mày tỉnh dậy đi Linh ơi. Trời ơi, kẹo dừa không ăn đâu. Ông Nam gửi với mày đó, không ăn hạ đồ quyết bây giờ. Nè, ăn đi, ăn đi. Có sao không vậy? Có sao không? Linh ơi, cũng may là tao với con Dương phát hiện ra mày sớm á. Chứ nếu không thì ngày này năm sau tao với con Dương tốn tiền mua một cái giỏ trái cây đem qua đây cho mày rồi. Mày đừng có nói với tao là từ sáng đến giờ mày không ăn gì nha. Trời ơi, thiệt tình luôn á, ăn uống kiểu này hỏi sao mà hả không bị xỉu, giảm cân không có khoa học gì hết trơn á. Tao có biết đâu, tao ăn vậy tưởng đẩy mỡ ra được mà. Đẩy cái gì chưa, teo dạ dày là hay lắm rồi đó. Mày á, hồi đó mày nói với tao là mày chửi tao uống mấy cái thuốc giảm cân này. Vậy mà tại sao bữa nay mày lại uống thuốc giảm cân vậy? Mày có buồn, có giận gì tao không? Ê, nói nghe nè, mày bớt cãi lưng tao cái được không? Nó chưa chết mà.
Tao thương nó quá. Thương vậy cũng tại tụi mày á chứ tao mập vậy. Hồi nào chết tao nhớ rồi. Bữa tao nói nó mặc cái đầm lùm xùm, nhưng mà cái đó là do cái đầm chứ tao đâu có chê mày mập. Vậy là tại cái miệng của mày mà hại cái thân con Linh. Thôi để tao chuột lõi tao đi nấu cháo rồi nó ăn. Cơm hả? Cơm tao ăn rồi, cơm kìa. Cơm cái gì, không có ăn cơm được, phải ăn cháo đi cho nó quen lại. Mày nghe tao có gì cho mày nấu đâu mà ăn cháo. Trời ơi, mày nghèo tới mức mà không có được một cái nồi để nấu luôn. Bớt, trời đất ơi, mày bớt giùm tao cái được không? Thôi tội nghiệp quá, không có nồi nấu cơm nhưng giờ sao. Để không mấy, để tao về nhà tao lấy nồi. Được rồi, để tao, tao đặt đồ ăn cho nó. Thời đại nào rồi, đợi mày về chắc nó chết luôn á. Mày ăn gì? Mày đặt đồ ăn tao đem tới hả? Ừ đúng rồi. Cơm. Không có được cơm, phải ăn cháo để cho dạ dày nó quen. Đặt cho tao bánh bông lan chim muối. Cái gì vậy? Tao ăn. Ủa, nó bệnh chứ phải mày bệnh. Ừ, tao phải bổ sung dinh dưỡng cho tao chăm nó. Trời đất ơi, tao tốn tiền với hai đứa bay quá nè. Rồi, cháo, bông lan trứng muối, trà sữa không? Thôi, mập lắm. Ừ, tao uống. Xong. Ăn uống nghỉ ngơi cẩn thận á, không có giảm cân cấp tốc như vậy nữa, có ngày chết không hay đâu. Tao biết rồi, hai đứa mày nói nhiều quá à. Thôi mày về đi cho tao nghỉ ngơi đi. Tao lặp lại lần cuối, tao không có muốn tốn tiền mua trái cây mà tao không được ăn nha. Tao tiếc chở trái cây chứ không có thương mày đâu. Đi đó. Về nha. Cầm gì vậy? Thuốc. Thuốc gì? Của ông Gia Linh. Chi vậy? Thì tao đem về nhà tao trưng bày. Trưng bày hả? Mày đừng có nói tao mày uống nha. Không có đâu, khùng quá, ai mà uống mấy cái này. Tao đem về tao trưng bày ở tiệm đó. Mày đúng là đồng cắt. Đồng cắt là gì? Là tính từng đồng từng cắt á. Trời ơi. Ê quên nữa. Cái gì nữa? Điện thoại tao đâu rồi? Trời đất ơi, điện thoại của mày hỏi tao. Sao mày coi trong vỏ mày coi. Không có. Không chắc trong mày. Hey. Hả? Đi nhẹ nói khẽ để cho con bạn nó ngủ. Biết rồi. Trời ơi, chán được. Mùi xịt mẹ. Hãy đợi đó, tao sẽ trở thành siêu mẫu.